Cháu gái bà muốn gì đấy? Cháu muốn ăn kem. Ôi, mình biết một công thức, đó là kem chiên. Để có thể có kem đó đặc mong muốn, mình cần phải thái nhỏ nó từng miếng ra như thế này. À, cái này dễ thôi. Bà ơi, chúng ta cũng làm như vậy thôi. Nào nào, đập ra, đập ra, đập ra. Ôi, coi chừng chứ. Và đừng có ném tất cả mọi thứ như vậy. Ôi trời à, chuyện gì xảy ra khi làm việc với những người nghiệp dư? Không, cái này không tốt đâu. Mình sẽ làm nó theo công thức ban đầu. Cần phải đổ sữa với kem lên trên một mặt phẳng. Mình sẽ cắt những cái quả mọng này ra, cho vào. Và bây giờ thì sẽ có thể làm mọi thứ ra đúng. Đấy, trong khi nó đông vào rồi thì có thể lăn nó ra. Cái này mình cũng có thể làm ra. Lăn nó ra rất là đơn giản. Bây giờ sẽ cho hết tất cả vào cái cốc. Mình sẽ cho thêm cả kem đánh bông vào, trông rất ngon. Và tất nhiên là cả kẹo Skittles nữa, cái ống quế này nữa, và thêm cả bánh từ Oreo nhé. Bây giờ bà cũng sẽ làm những cái này ra. Bà sẽ cho cả thêm dâu tây nữa. Bà ơi, bà làm không đúng rồi. Cái này cháu cũng cần nhá. Và bây giờ thêm cả những cái con gấu nhỏ này nữa nhá. Và cho thêm cả dâu tây vào đây nữa. Và cả cái này nữa nhá. Ta-da! Ôi, thật là hoàn hảo. Ôi, một bài thuyết trình thật là tệ hại. Đây, Jane, nhìn vào ốc hỏi đi. Trang trí có thể với cả vỏ chanh như thế này này. Vị chua của chanh rất hợp với những vị ngọt của kem. Và từ những cái vỏ này có thể làm một cái này rất là đẹp luôn. Bây giờ cho thêm một ít đá để cái này có thể đông lạnh lâu hơn. Và sau đó mình sẽ phục vụ như trong nhà hàng sang trọng nhất. Giấy dùng đá khô và cho ít khói đặt ở dưới nắp như thế này này. Đẹp chưa? Wow, đầu bếp làm đẹp thật đấy, trình bày đáng kinh ngạc. Vân, kem của bà cũng trông rất là ấn tượng đấy chứ. Ôi, rất là nhiều thành phần trong cốc của chị. Nhưng em bé gái Gloria thích món kem nào nhất nhá? Chúng ta cùng xem nào. Mình muốn cái này. Wow, có dâu tây với kem, rất là ngon. Ồ, sung mờn gì đấy? Wow, đây là những gì mình muốn. Ôi, nhiều khói thế nhở, thổi hết đi nhá. Trời ạ, nó chua mà, chẳng ngon gì cả. Nhìn cái này trông lạ thật đấy. Vị thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì ngon. Mình sẽ chọn cái này. Yeah, cái này của mình. Mình biết làm em gái sẽ rất thích nó mà. Bà ơi, Gloria đói rồi kìa. Mình muốn ăn kẹo mút như thế này này, nhiều màu trên một cái gậy. Ôi, rất là đơn giản. Bà thường làm những cái này từ lâu lắm rồi. Bây giờ bà sẽ đun sôi caramel. Để làm điều này sẽ lấy ít đường nhá, thêm vào nước như thế này này và khuấy đều mọi thứ lên. Cậu cũng biết công thức sao đúng không em ma? Đổ lặp lại. Họ luôn chiến đấu như vậy, như này không có phức tạp gì đâu. Đường và nước đặt vào trong một hộp và trộn đảo lên tất cả là được đúng không? Cần phải kiểm tra nhiệt độ của caramel trước khi đổ vào khuôn, nếu không nó có thể bị nứt. Hoàn hảo. Bây giờ có thể phân phối nó vào trong khuôn như thế này này. Và thêm các màu sắc của cầu vồng vào nhé. Đấy, đúng rồi. Hãy nhìn vào hỏi đi nhé bà. Ôi, đúng rồi. Gloria muốn chiếc cây kẹo mút đầy màu sắc. Còn mình cũng có thuốc nhuộm như thế này này. Bà ơi, bà khỏe thật đấy. Ôi, bà vẫn còn làm được nhiều thứ hơn. Ôi, bây giờ có thể đổ vào khuôn được rồi đấy. Mình sẽ cho các cái que vào trước khi các caramel đông lại. Nào, caramel đã đông cứng rồi. Bây giờ mình sẽ phải thu thập các cái kẹo này thôi. Oh, wow, bà đánh giá cao đấy chứ. Mình sẽ xoắn caramel thành một mỏng. Và bây giờ xoắn nó thành một chiếc kẹo mút thật là lớn nhá. Đấy, như thế này này.
Tuyệt lắm, làm rất là tốt luôn rồi đây này. Oh wow, ôi, có mùi gì đó cháy cháy. Trời ạ, đây là caramel của mình mà. Trời ạ, nó hỏng hết rồi. Ôi, trời ơi, tại sao cho lại làm như vậy? Mình phải làm gì bây giờ? Ôi, mình cũng có thể nặn được mà. Em mình có lọ rất là nhiều màu như thế này này. Mình sẽ làm những chiếc xúc xích như vậy và xoắn chúng thành một chiếc như Emma đã làm. Và mình cũng sẽ làm một cây kẹo mút cầu vồng. Đúng là không ăn được, nhưng mà rất là đẹp. Ồ, tất cả đang làm rất là tuyệt vời đấy chứ. Tất cả đã sẵn sàng. Cô sẽ chọn gì Gloria? Kẹo mút từ bà, phép màu đất từ chị gái, hay là kẹo từ đầu bếp? À, mình muốn thử cái này. Chồng cũng bình thường. Có vị hơi kỳ lạ. Thử cái này nhá. Lạ thật đấy, nó có mùi như đất nặn vậy. Thôi được rồi, mình sẽ thử. Trời ạ, đây là đất nặn thật mà. Ai lại lòng hỏng cái đất của mình vậy? Ôi, ôi đẹp quá. Ôi, rất là ngọt ngào và đẹp. Mình chọn cái này, chọn cái này. Hoàn hồ, đây là những gì mình nấu mà. Còn bây giờ, mình muốn ăn bim bim. Đúng rồi, đây là một món ăn rất là dễ làm. Chị của Jane, đầu bếp và bà đã bắt đầu làm việc hăng say rồi. Như thế này này. Đấy, bây giờ bà sẽ cắt khoai tây thành những hình tròn mỏng như thế này. Ê, của mình thì còn sao? Ôi, cắt như thế nào nhở? Có lẽ cái này sẽ được sao? Trời ơi, làm gì biết giờ nhở? À, đây rồi. Ôi, cái này thì lược của tớ. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Ôi, hãy nhìn xem những cái lát cắt đẹp như thế nào. Không, Jane, cái này mình mới có thể làm được. Hãy nhìn xem mình có cái máy như thế này. Đấy, có thể cắt ra như thế này, xoắn như thế này đấy. Cho hết tất cả lên trên một cây gậy và như thế này. Ôi, bà có thể làm như hồi xưa. Đấy, bà sẽ dán tất cả mọi thứ ở trong này, trong chảo. Cô ấy yêu cầu bim bim, không phải là khoai tây chiên. Bây giờ mình sẽ nấu các hình ấu xoắn ốc ở trong cái nồi chiên sau này nhé. Chiên kia sao? Mình có thể làm được như thế. Cuối cùng mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần trình bày thật là đẹp mắt với bột ớt và muối. Bà cũng đã làm xong rồi. Đấy, còn của tớ thì cho thêm thật là nhiều ketchup nhé. Ôi, chỉ cần muối thôi. Đây cháu gái, ăn đi. Khoai tây chiên của bà có mùi rất là ngon. Bim bim của chị nhìn cũng tốt đấy chứ. Còn bim bim từ đầu bếp thì thật là tuyệt vời. Ôi, mình bắt đầu từ cái nào nhỉ? Ôi, cái gì đấy? Sao nhiều ketchup thế này? Chắc là Jane nấu rồi. Bạn ấy thích rất cà chua mà. Không sao, ăn cũng được. Còn đây là cái gì? Khoai tây chiên sao? Trời ạ, không là những gì mình muốn. Wow, coi cái này đẹp thật đấy. Thật là tuyệt vời. Trời ạ, ngon quá, mình chọn cái này. Yeah, mình thắng rồi. Ờ, đúng rồi bà đây. Đây là món đầu tiên nhá. Mình muốn ăn pancake, ngồi gì vậy, làm đi. Ừ, đây là món ăn yêu thích của mình mà. Chúng ta sẽ không lãng phí thời gian, cháu gái đang đói lắm rồi. Bật bếp nào. Lấy một cái muỗi và cho tất cả mọi thứ vào đây. Nó rất là đơn giản. Đấy, sẵn sàng, một cái pancake đã xong. Ôi trời ạ, nó đơn giản thế thôi sao? Mình sẽ làm bánh pancake tươi sáng nhất cho em gái. Em ấy chắc chắn sẽ thích ý tưởng của anh. Mình sẽ đổ ra. Và bây giờ sẽ cho thêm một ít màu sắc. Và thêm một chút màu nữa. Mình sẽ trộn đều nó lên. Ồ, đấy, trông rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho lên chảo. Dường như sẵn sàng rồi. Lên đĩa trước khi bị cháy. Mình sẽ làm pancake với màu sắc cầu vồng khác nhau.
Nào, bà sẽ trang trí bánh với cả bơ và siro. Quá là ngon. Ôi, nó đẹp làm sao, thật là nhiều màu sắc. Mình sẽ cho thêm kẹo dẻo và chúng chắc chắn sẽ thắng. Ồ, thật là tuyệt vời. Món này sẽ rất ngon đấy. Trời ạ, quá tuyệt vời luôn. Nước miếng chảy cả ra rồi. Mình sẽ thêm nhiều rắc hơn. Và bây giờ có thể sẵn sàng rồi đấy. Hóa ra rất tuyệt vời. Trẻ em ăn đồ ngọt là không tốt. Vì vậy mình sẽ trang trí món ăn của mình bằng những quả trứng luộc. Mình sẽ cho nồi nước và đặt nó lên bếp. Nhớ tạo ra nước xoáy. Và sau đó cho một nước quả trứng giống vào đó. Đó là toàn bộ bí mật rồi. Mình sẽ cho một ít giam bông và trang trí với salad nữa nhé. Đấy, món của chúng ta gần như đã xong. Bây giờ phải múc trứng ra thật là cẩn thận, sau đó đặt lên trên. Đây, miếng cuối cùng. Cho thêm một ít rau. Và bây giờ có thể mang lên rồi. Mình rất là tuyệt vời. Yêu ơi, ghê tởm. Mọi người sẵn sàng chưa? Ồ, chúng trông thật là ngon. Mình sẽ bắt đầu với cái này trước nhé. Nhằm nhằm. Cái này khá là ngon đấy chứ. Ồ, cái này thật là sáng. Và cũng rất là ngon đấy chứ. Cái này, này là mình yêu thích nhất rồi. Còn cái này là cái gì? Ôi, eo ơi, trời ơi, thật là kinh tởm. Không, mình không ăn cái này đâu. Cái này, chiến thắng nhá. Mình thấy rất là ngon luôn. Tuyệt vời quá. Bây giờ mình muốn ăn pizza. Ồ, ok. Bà sẽ làm nó. Một lựa chọn tốt đấy. Đầu tiên, mình sẽ cắt một miếng bột ra. Mình sẽ lấy tương cải chua và phết nó lên bánh pizza. Ôi, thật làm là làm nó cẩn thận để không bị đổ ra ngoài. Đấy, như này đấy. Thật tốt khi chổi của mình luôn ở trong tầm tay. Mình sẽ làm nấu ăn nó nhanh hơn rất nhiều. Mình sẽ nạo phô mai thật mịn. Nó sẽ rất là ngon. Và cuối cùng, lấy pepperoni. Bánh pizza gần như đã sẵn sàng rồi. Ôi, cháu đang làm gì vậy? Ôi. Oops. Ôi, trời ạ, thật là không cẩn thận. Ôi, pizza của mình biến mất rồi. Cái gì? Cái này dành cho cháu sao? Cảm ơn bà rất nhiều nhá. Tớ có một ý tưởng này. Tớ sẽ làm bánh pizza ngọt. Và nó sẽ tuyệt vời nhất. Okay. Mình sẽ cho nước sốt kẹo dẻo thay vì nước sốt bình thường. Pizza sẽ rất là ngon và rất là tuyệt vời. Chúng ta có gì ở đây đây? Kẹo Skittles sao? Nó hợp với tớ đấy. Tớ sẽ sử dụng nó. Và nó sẽ rất là hoàn hảo. Ồ, thật là tuyệt vời. Cơ phải như một cái gì đó khác thường. Đà, mình có ý tưởng này rồi. Mình sẽ sơn bánh pizza của mình màu đen. Mình sẽ cho một ít nước nhuộm vào và sẽ bôi nó ra. Và cái chổi này sẽ giúp mình nhá. Và cái bánh pizza đen của mình đã sẵn sàng. Bây giờ sẽ lấy nước sốt cà chua và trải nó lên trên bột. Như này này. Rất là tuyệt vời rồi đấy. Gần như sắp xong rồi. Tất nhiên, pizza gì mà không có phô mai chứ. Phải cho nó thật là nhiều vào nhá. Được rồi, bây giờ phải cho nhân vào. Mình nghĩ hải sản hoàn hảo cho một chiếc bánh pizza khác thường như vậy đấy. Ừ, quá là tuyệt vời. Các đầu bếp của chúng ta đã sẵn sàng cho chiếc bánh pizza của họ vào lò nướng rồi. Ôi, và sẵn sàng, bánh pizza nóng có thể phục vụ lên trên bàn rồi đấy. Ôi không, trời ạ, bánh pizza của tớ bị sao vậy? Nó hủy hoại rồi. Còn bánh pizza của bà rất là tuyệt vời. Ôi, có một mùi hương thật là dễ chịu. Đến lúc phải thử rồi. Ồ, bánh pizza kỳ lạ này gì vậy? Nó màu đen sao? Tại sao lại có vỏ sò trên này vậy? Eo ơi. Ồ, đây là một chiếc bánh pizza thật là sáng sủa. Hãy thử nào nhé. Vị cũng lạ đấy nhưng mà cũng ổn.
Món tiếp theo là gì? Đây là món pepperoni yêu thích của mình mà. Quá ngon. Vâng, bánh pizza này đã thắng rồi. Cảm ơn cháu gái, chúc cháu ngon miệng. Bây giờ mình muốn ăn kem. Ok, bà sẽ làm một món kem ngon nhất cho cháu gái. Tất nhiên là sẽ cho thêm bánh vào đấy. Không thể nào mà tưởng tượng được cháu có thích món tráng miệng của bà hay không. Nào, đến lúc phải làm rồi nhớ. Điều quan trọng nhất là thái nhỏ từng miếng ra. Vì vậy, mình sẽ lấy cái này và bắt đầu làm thật là nhanh. Ôi, cái gì thế này? Tại sao lại bà bao phủ đầy bánh quy thế này? Ê, cháu ơi, cháu cho phép mình làm gì vậy? Ôi, cháu xin lỗi, cháu hơi quá đai tay. Cái gì có thể dễ dàng hơn là một món kem ngon nhất thế giới? Ừ, cái này sẽ rất là hoàn hảo, như mọi lần rồi. Đây đến lúc phải cho thêm trang trí vào. Nào một ít vỏ chanh nhá. Ôi, ai cũng thích màu này rồi. Trời ơi, lại còn quên được bà Hà sao? Và tất nhiên là bí mật của mình. Mình sẽ cho nước mà có khói nhá. Ôi, nhìn nó đẹp làm sao. Ôi, lại nghĩ ra những cái thứ. Trời ạ, à, phải làm với tình yêu chứ. Ôi, hình như có vẻ như mọi thứ không ổn rồi. Ôi trời ạ, à, nhưng cái món này thật là khó khăn. Nhưng mà không sao. Bây giờ chỉ cần cho thêm siro yêu thích của bà và có thể cho cháu gái của bà ăn rồi. Đấy, như này này. Đẹp quá. Ôi, kem đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ còn để cho vào bát và trang trí thôi. Ok. Ừ, mình nghĩ mình đã đi đúng hướng rồi đấy. Cái nhìn đó thật là tuyệt. Và có kem đánh bông và em mình rất là thích chúng nữa chứ. Hay quá, tuyệt vời. Mình sẽ lấy Skittles để trang trí, chúng rất sáng, kem sẽ rất đẹp. Ngoài ra, một số bánh Oreo yêu thích của chúng tớ sẽ thêm ống ngọt vào đây. Và thêm cả cái ống ngọt này nữa chứ. Ôi, có gì đó thiếu. Siro sô-cô-la, mình có thể lấy một tí rồi bà được không? Tuyệt lắm. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Ôi, một cái miếng cuối cùng và sẵn sàng. Ôi, mọi người đã sẵn sàng để đi chưa? Vậy thì bắt đầu đi. Ôi, bắt đầu từ đâu đấy? Ôi trời ạ, à, có bao nhiêu thứ này? Mình sẽ thử nhá. Ôi, đây là món ngon nhất mà mình được thử. Trời ơi, tuyệt vời quá. Nào, bây giờ hãy xem có gì ở đây nhá. Cái gì nữa? Trời ạ, tại sao lại có lá gì đấy? Ôi, mình sẽ bỏ cái này đi nhá. Eo ơi, kinh quá. Trời ạ, mình không muốn ăn nó đâu. Thôi được rồi, để thử nhá. Ôi, cái này lạ thật đấy. Nhưng mà cũng khá là ngon đấy chứ. Nào, người này sẽ thắng nhá. Kem này thắng. Ồ, tuyệt vời, mình thắng rồi. Bà ơi, đến lúc phải dậy rồi. Em bé đã tìm ra những gì cậu ấy muốn. Không vấn đề. Bà ơi, dậy đi, chúng ta cần phải làm bánh kếp. Và tớ thì không biết nấu. Ôi, bà và đầu bếp nhào bột nhanh đến nỗi không ai để ý. Ôi, ngon thật đấy. Nhưng mà tớ có thể làm tốt hơn. Đây là những gì tớ có. Những màu thực phẩm và bột. Bánh kếp sẽ có nhiều màu sắc khác nhau. Ồ, Andy đã quyết định làm hài lòng đứa bé bằng một thứ rất là khác thường. Hãy xem, bạn ấy chuẩn bị một loại bột màu sắc tươi sáng như nào. Ui, trông rất ngon. Và tớ sẽ đổ hết tất cả những thứ này lên. Ôi trời ạ, cháu cầu thả quá Andy. Và nói chung, bài kép ăn ngon nhất với siro và một miếng bơ. Đây là công thức đơn giản, nhưng đã được chứng minh qua nhiều năm của bà. Bánh kép với cả siro, điều này không gây ngạc nhiên đâu. Đây là những khẩu phần bánh kép từ người chuyên nghiệp. Đầu tiên, mình sẽ làm một quả trứng. Công thức này sẽ được gọi là trứng luộc với nước sôi. Còn bên trong khi nó đang nấu, mình sẽ lấy những lát bacon và sẽ cho nó ở giữa. Và sau đó, mình sẽ cho trứng lên trên. Và sau đó, rất là ngon và hữu ích.
Ôi, cuối cùng cô gái nhỏ sẽ được thử những món ngon nhất rồi. Ôi, bạn ấy rất là thích từ bánh cầu vồng từ Andy. Bây giờ chúng ta sẽ thử bánh kép của bà nhé. Chúng khá đơn giản nhưng mà bạn ấy cũng rất thích. Bánh kép từ đầu bếp trông rất là khác thường, nhưng lòng đỏ trứng luộc thì thực sự rất là kinh tởm. Và người chiến thắng trong này thuộc Andy. Yeah, tớ thắng rồi Hano. Ôi, để bà sửa cho. Ê, bà đừng có chạm vào cháu. Nào mọi người chú ý nhé, em bé muốn ăn bít tết thật là ngon. Không vấn đề, bà sẽ làm được. Thật không? Và anh cũng làm được. Đây, sẽ cho vào và dán, không có gì khó khăn. Ôi, không chiên bít tết mà không cần dầu à, cần phải bôi dầu lên chảo chứ. Ờ, thật không, mình sẽ cho thêm dầu. Andy, mình không nghĩ là nên cho quá nhiều đâu. Phải cố gắng cho vào chứ không phải đổ xung quanh. Bây giờ thì cho miếng thịt vào chảo và chiên nó thôi. Oh wow, tuyệt thật đấy. Ấn tượng sao? Tất nhiên rồi, chỉ tớ cũng thể tự làm điều đó. Tất nhiên Andy, điều chính là không bỏ lỡ cái chảo. Ôi, tớ sẽ không bỏ lỡ đâu. Ôi, hãy nhìn và học hỏi nhé. Đấy, gần như đã xong rồi. Bây giờ có thể cho muối vào. Cú ném tuyệt vời lắm. Ôi, thế mà cũng nói. Hãy nhìn này, bây giờ cháu cũng có thể ném như một đầu bếp thực sự. Ôi. Ôi không, trời ạ, nó ngã xuống sàn rồi. Ừ, và mang theo một đống cả tóc và bụi bẩn. Ôi, có lẽ không ai nhìn thấy đâu. Ôi, cái này không thể phục vụ được đâu. Nhưng mà mình biết làm gì rồi. Mình sẽ đổ một đống sốt cà chua và nó sẽ rất là ngon, như này này. Ôi, mùi tuyệt vời làm sao. Ôi, trời ạ, bít tết của bà rất ngon. Bà sẽ thêm một ít hương thảo như một vật trang trí. Ôi, thế mà cũng gọi là trang trí à bà. Mình có một cái tốt hơn này. Đây, Mia biết bí mật của món bít tết vàng. Cô nổi tiếng từ một bạn và trong một bít tết vàng thực sự trong nhà hàng đắt tiền. Ôi, trời ạ, bây giờ cắt xong rồi, có thể đưa rồi. Chúc bạn ngon miệng nhé. Cuối cùng cũng có thể thử rồi. Thịt với cả nước sốt nhìn không ngon lắm và nhìn thấy có một đống tóc với cả đồ bẩn. Ôi, bít tết vàng, không biết em bé có thích hương vị này không? Có vẻ như rất là ngon, nhưng không ấn tượng lắm. Bít tết của bà có mùi rất là tuyệt vời và em bé thích nhất. Đơn giản là không rườm rà và rất là ngon. Ôi, bà thắng rồi, hoan hô. Để đến lúc ăn trắng miệng rồi nhá, và em bé muốn ăn kem. Ôi, tất nhiên là bơ bếp làm được. Ôi, kem ok, không có gì phức tạp cả. Nào, trong công thức có gì nhỉ? À, cần cắt thành từng miếng nhỏ. Ồ, cắt từng miếng sao? Ồ, cái này mình làm được. Nào. Ôi, thật là tuyệt vời. Tuyệt. Ê, cẩn thận đi, ăn đi. Ôi, đừng có mà vứt đồ ăn quanh bếp vậy. Ôi, đây là những gì xảy ra khi những người nghiệp dư làm công việc như vậy. Trong khi chờ đợi, mình đã chuẩn bị xong rồi. Đấy, mọi thứ vẫn đẹp. Đấy, mình sẽ trang trí với cả vỏ của chanh và thêm lá bạc hà. Và điều chính cho phục vụ là những cái đá này này có một ít khói thì rất là tuyệt vời. Ôi, hãy nhìn đi. Trời ạ, đẹp quá. Wow, quá tuyệt vời. À, của bà cũng xong rồi đây này. Ôi, bà cũng sẽ không làm những thứ quá khó khăn. Bà sẽ cắt thành từng miếng và cho vào trong này. Và ở trên, bà sẽ cho thêm sô-cô-la siro. Ôi, cái của tớ sẽ còn đẹp hơn. Tớ sẽ cho vào trong ống và cho vào trong cái cốc như này. Sau đó, tớ sẽ cho thêm cả kem đánh bông lên nữa. Tớ rất thích nó. Và bây giờ tớ sẽ rắc Skittles Rainbow lên. Vậy, ống ngọt cho đẹp vào. Và bánh quy Oreo nữa. Đấy, bà ơi, cho cháu mượn được không? Ok, cảm ơn. Và bây giờ mình sẽ đổ siro sô-cô-la lên. Ôi, nhiều đường quá. Ừ, tất nhiên rồi. Chúng ta hãy xem em bé có thích cái gì nhất nhá.
Ôi, kem của đầu bếp trông đẹp vô cùng. Đến lúc phải thử rồi. Ôi trời ạ, có vẻ như là cái này quá chua với em ý rồi và em không muốn ăn nữa. Nhưng mà miếng kem trong siro của sô-cô-la của bà trông ngon và rất là hấp dẫn. Cuối cùng có thể thử kem của anh trai rồi. Kem đánh bông, ống ngọt, Skittles và kem, một sự kết hợp vô cùng ngon miệng. Và người chiến thắng đã được chọn rồi. Ừ, tớ biết mà. Ôi, biết mà, bà ơi, để cháu ôm bà. Ôi, trời ạ. Ôi, cái này của bà ngon nhất. Mọi người tập trung, chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Ôi, croissant là những thứ thích nhất. Bà rất là thích. Bà biết một cửa hàng bán sừng bò rất là ngon. Tất cả những gì còn lại là cho chúng vào lò nướng và đợi thôi. Ồ, cháu cũng sẽ làm được thôi. Một, hai và cho vào trong nướng. Ờ, cháu làm tốt lắm. Bột đông lạnh. Không. Nhân tiện, đầu bếp Mia của chúng ta đã làm việc trong những nhà hàng tốt nhất ở Paris và biết công thức bánh sữa bò lâu nhất trên đời. Theo công thức này, các món ăn sẽ được chế biến cho chính Louis và nước Pháp. Hay đúng hơn, tất cả những Louis đã từng làm là vua Pháp. Do đó, em bé đang chờ đợi một món tráng miệng thực sự hoàng gia. Anh trai và bà của Andy kinh ngạc nhìn hành động của đầu bếp. Wow, đây là một kỹ năng rất tuyệt vời. Ôi, nhưng mà tớ sẽ không làm như tuyệt vời như vậy đâu. Tớ sẽ thêm Nutella vào bánh sừng bò của tớ. Ừ, đúng rồi, sô-cô-la yêu thích món của tớ. Ôi, cách cư xử kiểu gì rồi. Đến lúc phải lấy sừng bò ra rồi. Ôi, trời ạ, tuyệt vời làm sao. Andy, ôi, trời ơi, nhìn đi kìa, nó cháy rồi. Ôi không, trời ơi. Ôi, có vẻ như bạn ấy say mê ăn Nutella đến nỗi mà quên mất những chiếc croissant bị cháy rồi. Ôi, và còn mùi rất là kinh khủng nữa chứ. Thôi không sao, cháu vẫn làm tuyệt vời. Ừ, tất nhiên là tuyệt vời, đến lúc mình phải phục vụ rồi. Thêm những thứ kem của riêng mình, thêm đó vào dâu tây nữa nhá. Và ở trên sẽ là bột đường nhá. Ôi, một thứ đã sẵn sàng, đến lúc bạn có thể thử rồi. Nhưng chiếc sừng bò bị cháy của anh trai trông thật là kinh khủng. Ừ, không nên thử chúng đâu. Của bà thì rất là thơm. Bánh của bà rất ngon, ngọt. Em bé rất là thích nó. Ồ, wow, trời ạ, kem, dâu tây, bột thơm ngon. Làm chế biến theo công thức hoàng gia, không còn gì nghi ngờ nữa. Bánh sừng bò của bếp đã chiếm vị trí hàng đầu. Tây sống mà. Nào, mình ăn món ăn khoai tây chiên. Món này không khó, mình mong là các bạn có thể làm được. Chắc chắn là sẽ làm được rồi. Và mình đang bắt đầu rồi đấy. Mình sẽ lấy dầu và đổ vào trong chảo. Càng nhiều càng tốt. Còn bây giờ thì mình sẽ đổ khoai này vào trong đây và chờ nó chín. Ôi không, trời à, nó đang bắn mình. Bà đang cứu cháu đấy. Đấy. Ôi xin lỗi nha Jill, hơi có ít bọt vào trong rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ bà sẽ lau cho cháu. Tôi không cần, cháu tự làm. Khoai tây mình thì sao? Trời ơi, tất cả cháy rồi, lại còn đầy bọt nữa chứ. Cần phải nghĩ ra cái gì đó. À, đúng rồi, mình còn có KitKat mà. Đây, nó là thứ mình cần. Nếu mà mình chia thanh sô-cô-la thành các que thì nó sẽ được thành một cái sô-cô-la khoai tây chiên. Nhưng mà sô-cô-la nhá. Nhìn này, bây giờ mình sẽ cho vào trong cái gói này, cho lên đĩa. Và tất nhiên là mình sẽ cho thêm nước sốt rồi. Mình nghĩ là siro sô-cô-la chắc chắn sẽ rất là hợp luôn. Nào, các bạn có thích không? Ôi trời ạ, khoai tây như thế này thì không được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ lấy khoai tây bình thường nhá. Với một cử động nhẹ nhàng của bàn tay, chúng ta sẽ gọt vỏ. Và nó sẽ còn rất là dễ dàng khi mình cắt nó ra như thế này. Tất nhiên là món khoai tây cổ điển quá là buồn chán. Vì vậy mình có ý tưởng độc đáo và mình sẽ sử dụng công thức cũ của Trung Quốc. Chúng ta sẽ đặt khoai tây giữa những cái đũa Trung Quốc như thế này và cắt chúng ra, nhưng mà không phải cắt hết đâu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xiên vào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào lò nướng và chờ đợi thôi nào. Cái này hay thật đấy. Bà cũng đã nghĩ rằng là bà có thể làm cái này thật là hay. Nào, khoai tây của bà đã được luộc lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ cần phải nghiền nó ra. Công thức này đã được truyền lại cho mình bởi mẹ của bà và bà của bà.
Nói chung là các cháu hiểu rồi đấy. Bây giờ bà sẽ cho cả muối vào. Sau đó một ít bột mì. Và tất cả những thứ này bà sẽ trộn lên. Bây giờ thì bà có một miếng bột khoai tây tuyệt vời. Bà sẽ cho nó lên. Và bây giờ bà sẽ lăn nó ra, cho nó thật là mỏng. Còn bây giờ thì bà sẽ cắt các cái vòng tròn bằng chiếc cốc yêu thích của bà. Đấy, quá là hoàn hảo rồi. Và bên trong bà sẽ còn cắt cả những cái hình này nữa, để cháu gái bà không bao giờ phải buồn. Bây giờ bà sẽ cho nó vào trong lò để làm nhá. Bật lên và chờ thôi. Quả khoai tây tuyệt đẹp của mình cũng đã sẵn sàng rồi. Mình đã ngửi thấy một mùi hương thơm rất là tuyệt. Nhưng mà mình sẽ còn làm thêm. Ví dụ như là mình sẽ làm nước sốt từ những quả cà chua tươi. Mình sẽ cắt nó ra và cho nó vào trong máy xay như thế này. Bây giờ hãy bật nó lên và xay mọi thứ lên nhá. Sẵn sàng rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra, cho thêm cả cái này nữa và có thể cho ăn rồi. Ôi, tuyệt vời quá đầu bếp. Bây giờ hãy xem bà có gì rồi nhá. Jill, cái này không phải cho cháu. Bỏ cái mặt ra đi. Còn nước sốt bà sẽ dùng cả ketchup nhá. Các cháu hãy nhìn xem, nhìn nó đẹp chưa này. Bà đã làm cho nó có những cái tóc rất đẹp. Bây giờ đến lúc phải nếm thử rồi đó Monica. Ôi trời ạ, à, nhìn chung chúng ta là đáng yêu. Bây giờ sẽ thử nào. Cái này thực sự rất là ngon luôn ý. Ôi quá tuyệt vời. Bà ơi, bà quá là tuyệt. Nào bây giờ xem tiếp nhá. Ô trời ạ, à, khoai tây này hay thế nhở. Bây giờ mình sẽ thử nó với nước sốt nhá. Wow trời ạ, đây là sô-cô-la với siro sô-cô-la. Ồ, còn cái món này từ đầu bếp. Lần đầu tiên mình thấy cái món này. Vị trông cũng bình thường thôi. Cái này là sốt thử nào. Trời à, cái này chỉ là cà chua xay thôi sao? Không ấn tượng lắm. Bà là người chiến thắng. Bà sao? Trời ơi. Ôi, bà thích quá. Nào chúng ta ôm nhau một chút thôi nhé các cháu. Cháu ơi, bà vui quá.